Cảm giác thế nào em? Hơi đau. Hơi hơi một chút đúng trong cái này thôi nhé, anh nghĩ một tuần sau đến nó sẽ đỡ hẳn đấy em ạ, cố gắng xíu nha. Nhưng mà anh em mình gặp nhau hơi muộn. Trước đây em không tìm kiếm thông tin không ấy á? Có, nhưng em đi học nhiều em cũng không có thời gian đúng không? Thế hôm đấy vô tình thế nào em lại tìm ra anh? Em tìm trên YouTube thì nó ra kết quả thì em vào em xem. Thế hả? Em tìm kiểu gì? Em tìm từ nào? Phòng khám. Ừ. Thế ra anh. Hay nhỉ. Còn YouTube này nó thú vị thật đấy. Nhìn nhá, đây là một cái mạch lươn này. Chỗ này đấy. Nhìn nó lại thông sang bên đấy đấy. Mặc dù vậy nhưng mà tại chỗ cái này nó cũng sẽ kiểu viêm đấy. Điều này nó khó chịu lắm nhỉ em nhỉ, đau đúng không, nhức nhối lắm.
là thực tế thì 1/2 á.